Bây giờ Nancy dạy ông bài này. Rồi. Nè. Rồi. Ở đây. Rồi. Giờ Nancy đánh nha. Rồi bây giờ Na sẽ dạy thiệt. Mấy này Na đánh mẫu luôn nha. Để cho ông biết tựa đề như thế nào. Na đánh lại một lần nữa. Đề nghị cô đánh lại một lần nữa cho tròn nghe. Ok. Rồi, nào nè. Một lần nữa là Na sẽ chính thức dạy. 2, 3. Không, con quay. Đang quay mà.
đang quay mà. Bây giờ đây là từ đâu? Đô là la sòn si sòn. Đô là la sòn si sòn rồi. Hai ba. Đô la la sòn si sòn. Nhớ thuộc. Rồi. Đô là la hai sòn si sòn hai. Rồi, ông đập chân xíu là na sẽ chạy chậu cách đập chân. Là từ đâu? Ông sẽ đánh hai tay. Rồi, đây là từ bắt đâu? Đầu tiếp ở dưới đây. Rồi. Hai ba. La đô. Hai ba. La đô đô la đê đi đi. Từ. La đô đô la si đê đê. La đô đô là si đê. Thấy rồi. Hai. La đô đô la si re re si. Rồi. Hai ba. La. Từ. Hai ba. La. Quên. Hai ba. La đô. La do si son la si la ha. Hai ba. Nè. La do si son la si sa si la ha. Nè. La do si son la si la ha. Hai. Hai. Tiếp bài này. Nó cũng giống ở dưới đây à. Cũng giống à. La sòn si re si si. Đúng rồi. Nè. Đó. Rồi. Cũng giống khúc đầu. Rồi. Tiếp nha. 2 3. Đô la la. Đô. 2 3. Sòn si la chứ. Sòn si sòn. Sòn sao vậy? Nó nhẹ nha. Nay nhẹ nhàng làm tức lên nè. Rồi. Đây. Nè. Nó cũng giống ở trên này là đô là sòn si sòn. Bây giờ con sẽ đánh nguyên bài. Rồi. Nào không thấy thuộc bài nào ôm là không thấy thuộc bài cuối tuần xong na sẽ cho mày điểm na sẽ khảo bài ông mà không thuộc là na sẽ dạy tiếp rồi ok vậy thì nằm mệt luôn mới thè mệt